chào, rất vui được gặp lại các bạn trong số tiếp theo của Travelers. Ngày hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến thăm một quốc gia với những tòa lâu đài tráng lệ đẹp như trong cổ tích, với những trường đại học và nền giáo dục là mơ ước của nhiều bạn trẻ. Quốc gia này nằm ở phía tây bắc châu Âu trên một hòn đảo riêng biệt. Đây cũng là quê hương của ban nhạc Westlife nổi tiếng một thời. Không biết với những thông tin trên thì các bạn đã đoán được điểm đến ngày hôm nay của chúng ta là đâu chưa? Đây chính là Ireland. Đến Ireland, bạn sẽ cảm nhận được sức sống tươi trẻ và rất độ yên bình bởi nền văn hóa truyền thống lâu đời cùng khung cảnh lãng mạn, cổ kính. Ireland còn là nơi khai sinh ra những nhà văn nổi tiếng với vô số giải thưởng Nobel quan trọng. Nằm giáp với Anh Quốc, song chi phí sinh hoạt ở đây khá là thấp, cùng sự phát triển và cơ hội nghề nghiệp đã níu chân biết bao du học sinh đến sinh sống và trở thành một phần của quốc gia này. Cũng như các nước châu Âu khác, giao thông ở Ireland vô cùng phát triển. Bạn có thể sử dụng phương tiện công cộng để di chuyển trong thành phố hoặc đơn giản là thuê một chiếc xe đạp để tận hưởng thành phố này một cách tĩnh lặng nhất. Từ sân bay Dublin, du khách có thể sử dụng xe buýt để vào trung tâm thành phố. Đây là phương tiện được đánh giá khá cao bởi khách du lịch và được sử dụng nhiều nhất. Xe buýt cũng giúp bạn di chuyển thuận tiện giữa các thành phố với nhau với chi phí cực rẻ. Di chuyển bằng tàu hoặc xe lửa cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Nếu bạn có một tấm bằng lái quốc tế hoặc đi cùng những người bạn của mình, vậy hãy thuê một chiếc xe hơi ngay để có thể chủ động cho chuyến đi. Các công ty Budget, Europcar hay AA Ireland là những đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín nhất. Hoặc không, đi xe đạp cũng là lựa chọn khá thú vị đấy. Đến Ireland, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những cánh đồng xanh ngát trải dài bất tận, những tòa lâu đài cổ kính bên vách đá sâu hay đơn giản là hòa mình vào giai điệu dân ca Celtic truyền thống vang lên réo rắt. Ireland hiền hòa, yên bình chắc chắn sẽ níu chân du khách. Bước xuống sân bay Dublin, thủ đô yên bình hiền hòa nằm dọc hai bên bờ sông Liffey. Tại đây bạn có thể dạo quanh mua sắm tại khu phố văn hóa Temple Bar, chiêm ngưỡng nhà hát cổ hay là trung tâm nghệ thuật Project Art Centre, hay tham quan những công trình kiến trúc nổi tiếng với những nét nghệ thuật đặc trưng rất thu hút như Thư viện Chester Petty, Bảo tàng Quốc gia Ireland, Thánh đường St Patrick, Lâu đài Dublin hay Trường Đại học Trinity lâu đời nhất tại quốc gia này. Ngược về phía Tây đến Cliffhanger, quý khách sẽ được chiêm ngưỡng khối sa thạch khổng lồ trải dài dọc Đại Tây Dương, ngắm trọn quần đảo Aran tuyệt đẹp, ghé thăm công viên địa chất toàn cầu. Đến đây bạn cũng đừng quên ghé thăm lâu đài Rough of Castle là nơi ở của các vị vua thời Munster. Ngoài ra còn có những kiến trúc cổ kính tuyệt vời như lâu đài Ashford hay Donegal nằm bên bờ biển, tu viện Tymore và đặc biệt là ngọn hải đăng Lough Swilly. Bán đảo Dingle ẩn chứa những khung cảnh hoang sơ và tuyệt mỹ, tham quan thị trấn và chơi đùa cùng chú cá heo Fungi. Đảo Norbourne, nhà của những loài chim lội nước, đi dạo dọc bãi biển Dolymore Strand hay ghé thăm khu bảo tồn thiên nhiên và sân chim trên đảo. Điểm đến cuối cùng trong hành trình chính là những khu vườn quốc gia. Ở Ireland có hai khu vườn nổi tiếng là Carmarthenshire và County Galway với những cảnh quan hoang sơ, hay Killarney nơi có những ngọn núi cao xanh ngát cùng những hồ nước xinh đẹp và đặc biệt là nhà của loài hươu sao nổi tiếng. Bạn có thể thỏa thích đi xe đạp hay đi bộ cùng những người bạn đồng hành của mình khám phá thiên nhiên kỳ thú. Không chỉ nổi tiếng bởi những cảnh quan kỳ thú hay là những nét kiến trúc độc đáo, bất kỳ một du khách nào khi đến với Ireland đều bị thu hút bởi ẩm thực nơi đây được chế biến riêng theo phong cách của người Irish. Nhìn chung, ẩm thực Ireland rất được ưa chuộng trên thế giới. Những món ăn được chế biến từ những nguyên liệu truyền thống như thịt lợn, bánh mì, khoai tây và hải sản. Đầu tiên phải kể đến món hầm Ireland. Nguyên liệu chính là thịt cừu và cừu non hầm rau củ, ăn kèm bánh mì nướng và trà nóng. Ẩm thực Ireland cũng được yêu thích bởi những món tráng miệng từ bánh mì như bánh mì nho Bam Bread, bánh mì luộc Goody, bánh mì khoai tây hay những món từ khoai tây nghiền như Cham hay là Cochranan. Thịt lợn rất được ưa chuộng và gần gũi với ẩm thực châu Á. Có hai món đặc trưng là Cody, thịt lợn muối cùng xúc xích, hay Crubeans, thịt chân giò. Một phần quan trọng có ảnh hưởng không nhỏ tới ẩm thực Ireland là hải sản. Những món ăn được chế biến từ cá hồi và cá tuyết hay những loài vỏ cứng như cua, chai, hến. Ngày nay, vì sự du nhập của ẩm thực cũng như sự thay thế nguyên liệu trong các nhà hàng để món ăn cao cấp hơn, nhưng du khách vẫn sẽ tìm được hương vị ẩm thực truyền thống của Ireland trong những quán bar hay những bữa ăn gia đình Irish.
Là một quốc gia ở châu Âu nhưng thật tiếc phải nói rằng Ireland không nằm trong khối 26 nước Schengen, vì vậy bạn vẫn phải xin visa ở đại sứ quán. Tuy nhiên, đừng lo lắng vì thủ tục không quá khó khăn đâu. Trước hết, bạn cần hoàn thành tờ đơn xin visa với chữ ký của bản thân mình cùng những giấy tờ sau và nhớ là dịch công chứng sang tiếng Anh nhé. Chứng minh nhân thân, chứng minh công việc, chứng minh tài chính, hồ sơ chuyến đi. Lệ phí cho một lần làm là 125 đô la Mỹ. Nếu bạn có visa Schengen trước rồi thì tỷ lệ đậu sẽ cao hơn. Bạn nên lưu ý những điều sau để chuyến đi được thuận lợi nhé. Mang theo thuốc thang cần thiết cho hành trình của bạn. Đừng quên tắt điện thoại vì có thể sẽ bị tính cước phí không hề dễ chịu nếu ai lỡ gọi điện thoại cho bạn. Không vứt rác bừa bãi tại những nơi công cộng, nếu vi phạm sẽ bị phạt rất nặng. Và hãy đổi tiền ở sân bay để không bị hớ nếu thanh toán bằng ngoại tệ. Đất nước Ireland đã không còn quá xa chúng ta nữa rồi. Từ Việt Nam đến Ireland chưa có đường bay thẳng, bạn thường phải quá cảnh ít nhất một lần. Vì vậy hãy tính toán thật kỹ thời gian để tránh lãng phí nhé. Ở Ireland có 4 sân bay chính, trong đó sân bay lớn nhất ở Dublin. Từ Hà Nội có thể đi của các hãng hàng không Pacific Airlines, Singapore Airlines hay Qatar Airways. Từ Hồ Chí Minh có nhiều hãng hàng không khai thác hơn như China Southern Airlines, British Airways, Vietnam Airlines, Emirates. Giá vé dao động từ 400 đô la Mỹ nếu bạn đặt vé sớm. Vì vậy đặt vé trước 1 đến 2 tháng để còn thời gian chuẩn bị visa nữa nha. Và cuối cùng, làm thế nào để có một tấm vé máy bay nhanh nhất với mức giá ưu đãi nhất? Hãy nhấc máy lên gọi điện thoại cho tổng đài theo số 0901 733 888 hoặc truy cập vào website www.travelers.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên subscribe kênh của chúng mình nhé.